Xin chào mọi người. Đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc trong tiếng Quảng Đông là Hơn Cõng Tạch Biệt Hành Chánh Khôi. Nghe Hồng giống lắm đúng không? Từ đây thì tôi sẽ gọi đơn giản là Hồng Kông. Là một thành phố có mức độ đô thị hóa cao, đặc biệt là khu vực đảo Hồng Kông và bán đảo Cửu Long. Nơi đây sở hữu rất là nhiều kỷ lục thế giới. Nhưng có một điều tôi quan tâm hơn, đó là một số đường phố ở Hồng Kông thì mang yếu tố Việt Nam. Thậm chí là những đường phố này đã có từ rất lâu rồi. Vấn đề này sẽ được đề cập trong video ngày hôm nay. Để tiện theo dõi, trước tiên chúng ta bàn một chút về phân chia hành chính của đặc khu này. Hồng Kông được chia làm 3 khu vực lớn là Tân Giới, Cửu Long và đảo Hồng Kông. 3 khu vực này lại được chia làm 18 khu nhỏ hơn hay là 18 quận như sau. Khu Tân Giới gồm 9 quận: Ly Đảo, Quỳ Thanh, Quận Bắc, Tây Cống, Sa Điền, Đại Bộ, Thuyên Loan, Truân Môn, Nguyên Lãng. Không biết bạn nào có thích xem phim Hồng Kông hay không? Thỉnh thoảng thì sẽ nhắc đến cái địa danh là Nguyên Lãng này. Cửu Long bao gồm 5 quận: Du Tiêm Vượng, Quang Đường, Thâm Thủy Bộ, Huỳnh Đại Tiên, Cửu Long Thành. Đảo Hồng Kông gồm 4 quận: quận Đông, quận Nam, Loan Tử, quận Trung Tây. Trong quận Trung Tây thì có một khu vực nhỏ hơn gọi là khu Trung Hoàng, khá nổi tiếng trong phong trào chiếm lĩnh Trung Hoàng trước đây. Phần lớn những địa danh Việt Nam ở thành phố này đều tập trung ở khu vực Cửu Long. Bây giờ chúng ta cùng nhau điểm qua nha. Đầu tiên là đường Hà Nội. Đường Hà Nội là một con đường ngắn ở Tim Sa Chuỗi thuộc quận Du Tiêm Vượng của khu vực Cửu Long. Đường nằm trong một khu phố đông đúc và sôi động nhất ở Hồng Kông. Nó được xây dựng vào năm 1892 và thông xe vào năm 1893. Trước đây nó có tên gọi là East Road, đường phía đông. Đường phía đông được đổi tên thành đường Hà Nội vào năm 1908, có tài liệu ghi là năm 1909. Đường Hà Nội được giới hạn bởi đường Modi và đường Caravon, tổng chiều dài khoảng 150m. Công trình nổi bật Thammasabis nằm trên đường Hà Nội. Đây là một tòa nhà chọc trời, cao 264m với 64 tầng, trung tâm thương mại 6 tầng, khách sạn 22 tầng và 345 căn hộ chung cư luxury. Tiếp theo là đường Hải Phòng. Cách đường Hà Nội không xa là đường Hải Phòng. Đường nằm ngay cạnh phía nam của công viên Cửu Long. Đường Hải Phòng dài khoảng 325m, kéo dài từ đường Nathan tới đường Canton hay là đường Quảng Đông. Khi mô tả về con đường này, thời báo Hoa Nam Buổi Sáng đã nói rằng đường Hải Phòng là một trong số rất ít những con đường ở Hồng Kông không được đặt tên theo các thành phố hoặc quận hoặc tỉnh của Trung Quốc hay Anh. Thay vào đó, nó được đặt tên theo một cảng ở phía bắc Việt Nam vào năm 1909. Trong gần một thế kỷ, đường Hải Phòng chỉ có cỏ mọc tùm và hầu như không được sử dụng, chỉ phục vụ cho các tiểu đoàn quân đội đóng tại danh trại Whitefield. Hiện nay, di tích của danh trại này còn sót lại trong công viên Cửu Long. Mãi đến những năm 1960, con đường mới bắt đầu nhộn nhịp như ngày nay, với những người đi bộ qua lại dưới đường Nathan và các khu vực mua sắm lớn mọc lên ở đầu phía tây của đường Canton. Đường Hải Phòng rất khó quan sát được từ trên cao, bởi một bên là cây cối tùm, bên còn lại là các tòa nhà cao tầng ở khu Tim Sa Chuỗi. Cũng theo báo trên, cơn lốc phát triển gần đây của Tim Sa Chuỗi bằng cách nào đó đã lướt qua con đường Hải Phòng và nơi đây vẫn gợi nhớ một vài điều về quá khứ của Hồng Kông. Tiếp theo, đường Sài Gòn. Đường Sài Gòn cũng là con đường ngang nối với đường Nathan và cũng thuộc quận Du Tiêm Vượng của Cửu Long. Điểm cuối của đường Sài Gòn giao với đường Ferry, tổng chiều dài khoảng 393m. Mặc dù đông đúc và dài hơn đường Hải Phòng, nhưng đây vẫn là một con đường nhỏ ở Hồng Kông. Đường này trước đây có tên gọi là Đệ Tam Nhai hay là đường số 3. Năm 1909 được đổi tên thành Sài Gòn cho đến nay. Tên Hán Việt của đường này là Tây Cống Nhai. Tây Cống lại là tên một quận của khu Tân Giới lúc nãy chúng ta đã nói qua đó. Tuy nhiên thì con đường này đều đặt tên theo một địa danh ở Việt Nam, chứ không phải xuất phát từ quận Tây Cống của Hồng Kông. Trong phiên âm Hán Việt thì Sài Gòn cũng viết thành Tây Cống. Những đường phố chúng ta vừa kể thì ít có mối liên hệ với văn hóa Việt Nam. Không giống như là những con đường ở những cái nơi khác thì cái nơi mà tập trung dân cư Việt Nam thì đặt tên theo yếu tố Việt Nam. Ở đây thì cũng không có nhiều cửa hàng của người Việt lắm. Vậy thì tại sao những con đường này lại được đặt tên là Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn v.v.? Tự hỏi tự trả lời luôn. Đó là vào những năm đầu của thế kỷ 20, hàng chục con phố ở Cửu Long được đổi tên theo các thành phố có quan hệ thương mại chặt chẽ với Hồng Kông. Theo công báo của chính phủ Hồng Kông vào ngày 19 tháng 3 năm 1909, như chúng ta thấy ở đây thì một số tên đường cũ sẽ mang tên mới, trong đó tên mới là các tên tỉnh, thành phố khác như là Thái Nguyên, Bắc Kinh, Hán Khẩu, Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn, Nam Kinh, Vân Nam, Quảng Đông, Thượng Hải, Phúc Châu, v.v.
Cũng khá thú vị khi Anh Quốc lúc đó lại chọn các tên Việt Nam đặt tên cho đường phố Hồng Kông. Khi tìm lại những tài liệu ở thời điểm đó, chúng ta thấy rằng là Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn xuất hiện khá nhiều trong các công văn và giấy tờ làm ăn với Hồng Kông. Rồi, phần nội dung chính cơ bản là đã xong. Phần này dành cho những fan cứng. Nó sẽ gồm hai phần nhỏ là đường Đông Kinh ở Hồng Kông và Cửu Long ở đặc khu này có liên quan gì đến các địa danh ở Việt Nam hay không. Có một điều thú vị như thế này, ở Hồng Kông có những cái tên dường như là mang yếu tố Việt Nam, nhưng thực tế thì chưa chắc như vậy. Ví dụ như là ở quận Thâm Thủy Bộ thì có một con đường khá dài mang tên là Tonkin Street, có nghĩa là đường Đông Kinh. Hà Nội ngày xưa cũng được gọi là Đông Kinh đúng không? Vịnh Bắc Bộ hiện nay trong tiếng Anh là Gulf of Tonkin, nếu dịch sát nghĩa là Vịnh Đông Kinh. Tuy nhiên, tên đường này dường như không phải đặt tên theo Hà Nội hay là Vịnh Bắc Bộ của Việt Nam. Như nhiều người đã biết, Đông Kinh cũng là phiên âm Hán Việt của thành phố Tokyo, Nhật Bản. Không biết là đường Tonkin ở Hồng Kông có được đặt tên theo thành phố Tokyo hay không? Tôi nghĩ nhiều khả năng là như vậy, nhưng mà cũng chưa chắc lắm. Rồi, vấn đề cuối cùng. Còn khá nhiều tên gọi liên quan đến Cửu Long ở Hồng Kông, như là bán đảo Cửu Long, Tân Cửu Long, Cửu Long Thành. Từ Cửu Long Thành trong tiếng Quảng Đông là Cẩu Lùng Sình, rồi Tây Cửu Long chẳng hạn. Trong phim Hồng Kông thì có câu là chúng tôi đến từ đội trọng án Tây Cửu Long, tôi nghi ngờ anh liên quan đến một vụ mưu sát, anh có quyền giữ im lặng nhưng những lời nói vân vân. Thì cái tên gọi Cửu Long này có họ hàng với sông Cửu Long của Việt Nam hay không? Tất nhiên là không rồi, nhưng mà chúng ta bàn một chút cho vui nha. Cửu Long là phiên âm của từ Cảo Lùng, là chín rồng. Theo truyền thuyết kể rằng Cửu Long được đặt tên vào năm 1278 bởi Tống Đế Bính, vị vua nhỏ tuổi cuối cùng của triều đại Nam Tống. Khi thấy 8 ngọn núi ở khu vực bán đảo Cửu Long ngày nay thì hoàng đế mới đặt tên cho chúng là Bát Long, là 8 con rồng. Nhưng mà một vị cận thần đi chung với ông mới nói là bản thân vị vua cũng là một con rồng, cho nên là ông mới đặt tên mới là Cửu Long, là 9 rồng. Đối với sông Cửu Long của Việt Nam thì cũng mang ý nghĩa là 9 con rồng, nhưng mà đại diện cho 9 cửa của dòng sông khi mà đổ ra Biển Đông. Nó không liên quan gì đến địa danh Cửu Long của Hồng Kông. Số 9 thường là con số phong thủy trong văn hóa Á Đông, nó xuất hiện trong nhiều mặt của đời sống xã hội. Như vậy thôi thì xin kết thúc ở đây. Rất là cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhiệt tình. Chúc mọi thứ thuận lợi nha.